Mến chào các bạn. Rất nhiều tác giả âm nhạc Việt Nam vốn là ca sĩ trước khi trở thành nhạc sĩ. Trong đó phải kể nhạc sĩ Thanh Sơn. Nói vậy chuột không ý nói là ca sĩ thấp kém so với nhạc sĩ. Cứ nhìn vào sự thành công của Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Đan Nguyên thì thấy họ nổi tiếng hơn nhiều những nhạc sĩ cùng thời. Hay nói khác đi, giới thưởng ngoạn thường chỉ để ý đến ca sĩ xuất hiện trên sân khấu. Trở lại nhạc sĩ Thanh Sơn trong thời đi hát, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu âm nhạc và cuối cùng nghiền ngẫm cuốn sách có tựa đề là Để sáng tác một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và năm 1962, tức 22 tuổi, ông đã sáng tác bài Tình Học Sinh, nhưng không được ai lưu ý. Cho đến năm sau, bài Nỗi Buồn Hoa Phượng được đón nhận nồng nhiệt mà hầu hết các bạn đều có nghe đến. Từ đó, ông chỉ tập trung vào sáng tác, đặc biệt những đề tài cho tuổi học trò. Trong những bản nhạc sau cùng cho tuổi học trò là Nhật Ký Đời Tôi, khi chúng ta nhìn lại thổ hoa bướm vàng son của đời người. Tấm ảnh hôm nay chuột sưu tầm trên mạng là cảnh một cặp học trò bước bên nhau trên một con đường đầy hoa phượng, và tấm nhỏ bên trái là tranh bìa bản nhạc. Bây giờ mời các bạn nghe Nhật Ký Đời Tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn với karaoke của Nguyễn Thái nha. Biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình nghĩa ngắn đôi đời. Nhân khi đời tôi nghĩ thêm lần các bạn đã nghe nhạc phẩm Nhật Ký Đời Tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn với karaoke của Nguyễn Thái. Chúc các bạn một ngày sinh hoạt vui vẻ bình yên. Thôi thế là thôi.
biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ ơn. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ theo một tình nghĩa xưa, nhắc đến thấy buồn tình kia ngắn đôi đường. Nhân khi đời tôi đi về các bạn đã lắng nghe.